Tỉnh chưa, tỉnh chưa, tỉnh chưa? Đã tỉnh đâu mà. Anh vừa chuyển khoản 5 triệu đấy. 5 triệu làm sao mà đủ được? Bao nhiêu thứ tiền phải chi tiêu. Thì em tỉnh liệu mà thu vén chứ. Ở ngoài kia còn bao nhiêu người không có mặt kia kìa. Em đã bảo là để em ra ngoài đi làm, thì anh lại cứ không đồng ý. Giờ cứ như vắt của chảy ra nước ấy. Lương công nhân ấy cũng chỉ có 5-7 triệu một tháng. Người ta cũng hai vợ chồng, hai đứa con, thậm chí còn phải đi thuê nhà. Thế mà vẫn đồ ở đấy. Hay là em tiêu xài hoang phí, giấm rúi gửi cho ai về quê nữa đúng không? Anh... Đến giờ ăn rồi, bỏ điện thoại xuống. Nào. Đây, hôm nay mẹ cố tình á, làm những món con thích nhá. Đây này, đùi gà này. Bác xin ạ. Mẹ mua hoa quả, mẹ bổ, mẹ để trong tủ lạnh ý. Lúc nào đói thì xuống ăn nhá. Cả sữa chua nữa. Dạ vâng ạ, con cảm ơn mẹ. À mà mẹ ơi, hôm nay đi học cô bảo là mẹ nhớ chuyển tiền học thêm cho cô, với cả tiền ăn giữa giờ nữa. Tổng là 1 triệu mẹ ạ. Ờ, 1 triệu à? Ờ, thôi con cứ ăn đi, để mẹ đóng cho nhá. Dạ vâng ạ, con mời mẹ. Ừ. Toàn món ngon, nhiều chất dinh dưỡng, lại có cả hoa quả tráng miệng cho con ở trong tủ lạnh. Em đúng là một người vợ đảm đang đấy. Không phải nhịn. Alo mẹ ạ, mẹ nhận được chưa ạ? Vâng, mẹ cứ lo cho em con đi, nếu thiếu mẹ bảo con nhé. Con đang bận, con gọi lại cho mẹ sau nhé. Cô lấy tiền ở trong két sắt gửi về cho mẹ cô đúng không? Anh nói cái gì? Sao anh lại nói như vậy? Nếu như cô không lấy tiền ở trong két thì tiền đâu cô gửi về cho mẹ đẻ cô hả? Tôi không ngờ anh lại nghĩ tôi xấu xa như vậy. Bao nhiêu năm nay anh tính toán chi li từng đồng từng hào với vợ với con, tiền sinh hoạt hàng tháng anh không bao giờ đưa đủ cả. Bây giờ anh lại còn nghi ngờ tôi ăn cắp tiền của anh nữa. Cô không lấy tiền của tôi thì lấy tiền đâu về để gửi cho mẹ đẻ? Đã ở nhà không làm gì lại còn tiền ở đâu tôi có, không liên quan đến anh. Cái gì? Sao anh dám động vào điện thoại của tôi? Đơn ly hôn đây, tôi ký rồi, anh ký vào đi, rồi đường ai nấy đi. Ok kìa vợ, sao bỗng dưng hôm nay tự nhiên lại thấy mạnh tay thế? Mà tự nhiên tại sao lại có đơn ly hôn thế này? Là thế nào? Cái gì tự nhiên cả? Tôi không thể sống với một người chồng keo kiệt buồn rỉ như anh. Tôi... Okay. Em ơi, thôi anh xin em đấy. Có gì thì mình cứ bình tĩnh, mình nói ra. Muộn rồi, tôi đưa con về nhà ngoại. Ok, em ơi, anh xin em đừng đi mà. Anh hứa từ nay trở đi có bao nhiêu khoản... À không, lương của anh có bao nhiêu anh đưa hết cho em, toàn quyền em sử dụng. Thay đổi nhanh thế, liệu tôi có tin được không đấy? Thật mà, anh hứa. À mày, vừa nãy có cái cô Linh kế toán gì đấy, cô nhắn tin cho em, cô bảo là gửi ngay cái bản báo cáo cho cô ấy. Anh nói mà không thực hiện được ấy, không có lần sau đâu đấy nhá. Ôi trời, vợ nói thế có nghĩa là tha lỗi cho anh rồi đúng không? Để vào đi, để anh cất đi nhá. Còn cái đơn này, cho vào hóa vàng luôn.